Hello everyone, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like. Xin chào hết tất cả các bạn và mọi người. Hôm nay đi câu deep sea fishing với nhóm 15 anh chị em. Hy vọng sẽ trúng cá nhiều. Chưa ghi danh vô, nếu không ghi danh lắc nó không được lánh cá đâu, nghe chưa? Thông báo trước đó. I'm Andy. Nice to meet you. Nice to meet you, Andy. I catch fish for everybody. Good, good. So everybody's here? Did everybody sign in on the list? Có ai chưa ký tên ghi danh hết vô cho đủ đi nha. Mới 13 người à. Còn 2 người nữa. And if that was the goal. And everybody signed in, right? Yeah. Count 15. I believe so. Yes, sir. 1, 2, 3. Đủ chưa? Dẹp thôi, kiếm rồi, dẹp. Đủ chưa? Anh dẹp đâu rồi? Anh nhiều người lắm, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Biết rồi, 4 người lại đủ. Ok, kêu ông sang lấy cà phê. Come up. Guys, are y'all ready to go fishing? Yes. Let's go. Đề ba. Anh em đang có mặt tại bến tàu Tiên Bọt nha các bạn. Bây giờ là 6 giờ mấy rồi. Pick up and start moving out of the channel. As soon as we start heading out, they're going to tell you a safety speech about the boat. So please listen for that. Are y'all ready? Yes, sir. Let's go. We're all woohoo. Chị em không có chơi nữa, chị đã bị lăng anh rồi, không nhớ rồi.
đầu tôm phi hải. Hey everyone, tôm nhiều không anh? Được không? Tôm nhiều không? Đưa đưa qua đưa qua. Just throw it over. This is a chum that we get for free. Oh, free, that's what I meant, yeah. Oh yeah, the chum. I thought you were talking about the shrimp. That's good. Đầu tôm cho cá thả mồi. Sharks everywhere. Surprise, không có cá cam này, thường thường vậy là cá cam nhiều lắm nè. Nhưng giờ không thấy cá cam. Có cá mập ở dưới quá trời nè. Lot of shark under here. Thường thường ngày xưa tàu tôm này là cá cam nhiều lắm. Nhiều lắm. Ngày xưa các cam nổi băng sông luôn, bây giờ không thấy. Ừ, thì ngày xưa bởi vậy ngày xưa các cam nhiều lắm, mấy cá ngừ. Mấy tàu càng này cá ngừ cá cam lộn xung quanh nhiều lắm. Cá mập ở dưới nhiều lắm. Giờ không thấy cá cam, không thấy cá ngừ. Thường cá thải như vậy nó lên ăn hết trơn nè. Muốn câu đang trước câu, nó nói đó, trước cũng có chỗ đó. Mình mắc mồi vô thôi. Câu xong rồi. Nè, lấy mấy cần câu nè, lấy một hai cái cần nào đó, mắc vô thôi. Chưa cột. Có một cái cột à. Quá lên cái mập luôn. Cái gì? Cái mập. Cái mập nhiều lắm. Bây giờ không thấy cá cam đâu, ngày xưa như vậy là cá cam nó có ngừ nhiều lắm. Mấy cái cầu đặt đầu tôm nè. Cá mập mình đâu có ăn đâu, lấy làm chi? Cá mập, sót on board. Có ăn đâu mà lấy, có lấy không? No. Lấy hả? Lấy. Ồ, có lấy. Mấy anh nói nó có. Chỉ có anh lấy, không anh không lấy. First fish on board. Mập. Second shot.
tiếp đi tiếp. Câu cá thu. Buồn trôi cá không ăn, bia câu chạy thử coi. Cá vô, cá vô. Cá vô, cá vô, bia câu chạy, câu chạy, câu chạy. Trôi cá không ăn. Bia câu chạy thử coi. Ok, trời rất là đẹp. Câu nước 120 feet. Nhưng mà câu mười mấy phút không có cái gì hết. Thì đang chạy thử coi. On the way to the second play for fishing. We are in Dinh Lân right now. Trên đường tới địa điểm thứ hai câu cá, các anh em bắt đầu ăn cơm trưa. Tàu tôm. Cá vô. Hey, drop in, guys. Cái gì? Con cá đầu tiên mở hàng đó. Fish on. Nó kéo này là cá bự đó. Cá bự vô. Mở hàng vô. Có thể là cá ngừ nè. Ông anh cá mập. Thường thường cá thu nó lội trên mặt nước. Mất hả? Mất rồi. Cá chạy đi rồi. Nó lội xuống như vậy là đừng cá mập. Ok, bonita. First one. Cá ngừ đầu tiên mở hàng. Is he a keeper, Dylan?
Yeah, he's probably underside. Come up, there go. Sneaky. Come up, link, link, link. Baby, that's why I don't want to eat. Oh, link. Come up. Đừng có nhường nó. Để cho lúc nào đi thẳng hết đó. Right behind the basket. Cayo. Lên chưa. Yo, kéo vô. Đó, Linh. Come up. Baby shark. Câu lên xuống, đúng rồi, đưa lên xuống như vậy đó. Keep doing it. There's some bananas out there, guys. Cái gì đâu không biết. Bóp luôn sao á. Con này không đủ size, Oh, Bonita. Con ngừ. Bonita. Con ngừ. Cả nó không đủ sai dục. Dục vô cooler. Yeah. Vô. Đừng có như nãy nha anh Việt. Chắc anh để lỏng quá không? Hãy lại chút. Má nó chạy hết ổ luôn á. Ờ, cháy ổ đó. Bệt. À, chạy lại cháy ổ á. Ổ á. Nước vô, lấy nước bỏ vô đi. Mất hả? Mất rồi, cá mực quá không ăn thả rồi. Oversize thả đi. Cá bóp lội vòng vòng nó không ăn, cá này cũng nhỏ quá, undersize. Kéo câu vô, chạy lên. Anh mày nhấc lên chút, khi nó tới nhấc một chút. Rainbow 50
Ừ, câu thứ ba đây, hiểu có cái gì không? Cá vô. Nó nhỏ nó nhẹ xèo à, thấy không? Cá ngừ rồi. Bonito. Phải bonito. Cá ngừ bonito. I knew it bonito. Go ahead, Benita. Cá ngừ. Go ahead. Con này hơi hiếm, cá hơi hiếm. Không, cá chạy trốn hết trơn rồi. Hai ba lần rồi đó. Cá ngừ tiếp rồi, nhỏ nhẹ quá cá ngừ rồi. Ngừ tiếp rồi, bonito. Cái ngừ nhỏ. Đồ quá kéo sao hay quá, cá chết luôn ở ngoài biển luôn em. Nổi chết mặt nước luôn thấy không? Cá bay trên mặt nước luôn kìa. Cái lộ trên mặt nước luôn. Cá ngừ. That's a bluefin tuna. Baby bluefin tuna. Cá ngừ tiếp. Cá ngừ tiếp, nhảy trên mặt nước. Don't need it, it's more, small bonito. Throw me some chum. Bonito. Nổi con ngừ nó nhảy trong nước mà không bơ đâu bằng nãy à? Không phải. Ủa gì luôn? Con con ngừ á? Không phải. Không phải à? Ồ, mày hi. Mày hi. Yeah, mày hi. Point your eye toward the fish.
con này á, nếu mình đi tàu riêng mình á, mình không có kéo lên để đó vậy đó. Nó kéo một bầy khác tới. Nó dụ bầy đó thôi. Thì nó đi cặp không à? Để yên nhớ lội dưới nước á. Cái bèo nó nổi lên nhiều lắm. Đó có cái sự... con cá mệt rồi đó. Đúng rồi, mình mệt trước con cá đó, ăn cầm mình cô không nổi nữa. Mahi mahi. Móc vô, móc vô, yeah. Thằng này móc tầm bậy mày. Nó nhảy quá. Nó nhảy quá. Con cá này nó đá ngoài không trúng. Đó. Vô đây, vô đây, over here, look up over here. Yes. Yes, over here. Mahi, mahi. Okay. Okay. Very good. Okay, good. Little mahi. Not a gapper. So I'm going out. Ai câu mùa dịp lắm, cá nhiều lắm, cá mahi nhiều lắm. Mahi, 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 oh, mahi nhiều lắm kìa, mahi nhiều lắm. Hey, mahi everywhere. Mahi everywhere. Mahi, 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 there go, there go, there go, mahi, mahi. Hey, no, no lures, hey guys. Bear hooks now, bear hooks. Mahi, 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 yo! Bay luôn nè bà con ơi! Muốn mà bay luôn nè! Mahi, mahi, come on! Mahi! Quá trời luôn! Muốn mà bay luôn! Cá quá trời luôn nè! Mahi, mahi! Cá mahi, yo! Giật mạnh lên, quăng ngược lên á, mất cá. No. Quăng ngược lên á. Chunk it, chunk it, eat it, my line, man, eat my line. Eat it, come on, eat it, baby, eat it. I'm getting you a pole, very good. Trigger fish. Ubo Yaga, look at that trigger fish. Ooh, ooh. Oh, up, 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 up. You get the box open. Yeah, yeah, might as well leave it open. Chỗ bên này nó không ăn mình ăn. Chúng bay mahi mahi mahi. Cá hả? Tell me guys, tell me when they're coming in. Okay. Bầy cá mahi mahi mahi. Bao nhiêu con rồi? Oh. Mahi mahi mahi.
on! Fish on! Fish on! Hold on, hold on, okay. Okay, fish on! Yeah! Sorry, man. We jump back in the water! In the box, 1 second. Alright. Yeah, what happened? Ooh. Fish on! Where's the fish? Nghe cái bầy cá gì? Cá cha. Mahi. À, nguyên bầy mấy trăm con luôn á. Fish on! Yeah, yo, cá yo, fish on! Over there. Fish on! Cá yo, yeah! Cayo, fish on! And you guys have a left-handed reel? Oh, you're getting fish on! Oh, you got one too. Fish on! Cayo! Freeze on! Freeze on! Freeze on! Freeze on! Oh, freeze on! Freeze on! Sorry. Fish on! Cayo! Hey, watch out for this guy. Big boy. Oh, that's a big one, guys! Oh! Fish on! And hook young man, thank you. You got two of them, right? Two hook! Hook for me, young man! Fish on!
Mahi, mahi. Like, check it out, dude. Splash the water around like you know, fish. Mấy trăm con ở dưới luôn á. They're everywhere, they're not minding the fish. Cá quá trời luôn bà con ơi. Cá quá trời luôn. Biển nó không ăn rồi, nó che rồi, nó khôn rồi. Come on, bite my line, man. They snip on the bait and they don't bite. Yeah, cá quá trời luôn bà con nhìn nè. Cá quá trời luôn. Cá quá trời luôn. Fish on! Mahi, mahi, mahi. Rotate, 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 rotate. Đổi qua, đổi qua, đổi qua, đổi qua. Yeah! Easy, nice and gentle, man. Nice and gentle. Put your left hand in front of the rail. Fish on! Mahi, 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 mahi. Đàn mấy trăm con luôn mà. Hôm nay tổ đại cá mahi không á. Nếu không làm tiếng mình gọi là cá trang mà gì? Cái trang á. Fish on. Oh, cái nhảy. Fish on. Fish on. Fish on. Cá nó nhảy lầm. Oh, fish out. Fish out. Broke the line, man. What the hell? What the hell, man? Oh man, that's a refund. Nó đứt cái móc còn cái mỏ á. Cá cái này tàu thứ 4 nè. Có cá gì không? Cá gì không? Không thấy cá gì lội hết. Blackfin. Blackfin, Blackfin tuna, come on, yo. Blackfin tuna. Fish on. Fish on. What kind? Yellow fin. Fish on. Fish on. Chị đừng có cầm tay đến tay đó. Ờ ha, cầm này thôi. Đúng rồi, chịu như vậy đó. Fish on. I know, but she used left hand. She has to. That's gonna break the eyes. You gotta flip it over. Sorry, you need to flip it over. Các bạn chị phải đổi cành ngược lại, nó không chịu. Đi tới, đi tới, đi tới. Cái mắt nó. Nhưng mà bãi tay trái. Còn cái người ba con đó. Cái gì quá trời vậy? Cái gì, cái gì? Fish on, what kind of fish? Cá bóp, cá bóp, cá bóp. Phải black fin không? No, cái này cái gì? Bonito. Cá ngừ. Cá ngừ.
cá ngừ nhiều lắm bà con ơi, cá ngừ nhiều lắm, quýnh bay dưới nè, cá ngừ nhiều lắm, cá ngừ tôi phải câu. Nó kéo bây giờ nó kéo nè, nó lên nữa luôn. Oh! Đưa xuống quay mặt lên, đúng rồi. Cá là mấy cái gì bự ạ. Thấy dưới kia, yeah, bluefin, god damn it. Oh shit. Bluefin tuna, black. Yeah, bluefin. Bluefin. Bluefin, 20 pounds. Cái này mắc ngang bụng quá rồi đó. Con này cũng sâu nữa rồi. Con này bự lắm. Cá hăng cá hả? Ok, kéo đi. Blackfin, baby. Blackfin tuna. Wow. They put it big. This one, put it big. Yeah, it's like that big first one. Put it in. Kéo lên, anh đưa xuống, đưa lên rồi kéo xuống, đưa lên. Không nổi. Không nổi hả? Đưa lên rồi hạ xuống. Blackfin tuna. Damn, wow, it's huge. Big one, big one. Blackfin. Tuna. Tuna. Bluefin. Bluefin tuna. Oh, look, come on. We're almost there. Yeah, we're almost there, man. Keep your eyes right. Hey, keep your eyes right. Keep your eyes right. Pull up. Bluefin tuna, bluefin. Mất uổng lắm, cá nó mất uổng lắm. Nó mẹ đòn cá mất uổng lắm đó. Rồi mà xem gì. Mất uổng lắm đó, cá bluefin. Cá này mất uổng lắm đó. Đó, cá này ngon lắm đó. Đó. Yo, tuna, blackfin tuna. Blackfin tuna. Đó, vô vô các người vô 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 vô. Vô yeah. Yeah, các người vô. Bonito. Các người. Anh cứ kéo lên đi, cần gối từ từ gỡ sau. Ờ. Các người yeah. Đây yeah, các người yeah. Come up, shock, bit old shock. Cá này có lấy ai dục? Fison, cái gì? chưa lên. Quality of your blackfin. Yellowfin, bluefin. What kind? Quá nhiều. Yellowfin, yeah. Không có chút gió luôn, nó trời quá êm ru luôn, nắng gì đâu.
perfect weather condition. Maybe King Freak never know, okay? It will be the first king. Oh. Oh. Oh, the light almost gone. Có tôm không? Có trúng tôm không? Oh, no speak English. Mucho Cameron. Mucho Cameron. No. Bây giờ mẹ cũng đi tàu càng cái tao ngày xưa có không ta? Đi tàu tôm mẹ làm chủ nữa nè. Có thấy cái gì không? Không thấy luôn hả? Hết rồi, hết mồi rồi hả? Nothing swimming. What's the good news? Luôn không thấy con gì luôn. Biển deep sea. Nhưng năm nay thất thu, không có cá thu nào hết. Bonito. Muy bonito. Cuộc hành trình deep sea. Đúng rồi là con hả? Anh cá blackfin tuna nè. Em lấy hai con, ba hai con nhỏ nha. Rồi. Thất thu cá thu, không có cá thu. Còn cái nón Adidas của mình đâu ta? No kingfish. Ờ, cá này trước bạn, cá quá nhiều. Đẹp quá hả? Ờ, nhìn nó đẹp. Trong cái bài cá chịu có năm con này ngon nhất à? Con này ngon nhất à? Cái này mỗi người được ba con. Thank you.
bây giờ mình đi câu tuna nhưng mà chưa chụp tuna nè. Ai anh em chụp hình đều xong rồi cứ gửi qua cho mọi người coi. Gửi vô cái group của mình đi câu nha. Anh em cứ chụp đi rồi có gì mình sẽ lên tàu á. Đã rửa rồi, ta rửa tàu rồi sao lại. Đó. Cá này hồi chưa câu được các bạn không? Tại vì cho cá anh chè được câu mới được phải không? Đó, thơm mì cho cá anh chè câu được cá bự không nè. Đó, cho cá anh chè về cá bự không đó. Ok, me too. I can take the picture. Let her do it. Can you do it? Okay, we ready? Yeah. Yes. This one's for action charters. One, action two, charters. Three. Thumbs up. Yes. Yeah. Okay, hold on. We're still going. Just like that. Full like 1,000. Okay, if y'all want to do individual pictures, do them out here. You can do them now. Okay, we good. Thank you. Best way to do it is face the sun. You didn't catch that. Ủa nó thâu rồi mà. Gì vậy? Thâu. Đâu có hô đâu. Đâu có. Người ta đẹp vậy cho mấy. Hàng cá bóp. Mahi mahi. Rửa tay, cá rửa tay đâu đâu không biết. Ống cái giò đó sao đứt cái tàu kìa, có cái giò. Xe ra mỗi người con nha. Mười là mấy người nè. Không, okay, rồi. Đưa lên tới đằng trước á, đưa tới đằng trước á. Dạ. Đó đủ sai lấy thôi. Tàu lấy rồi. Tàu đem về tàu được lấy rồi. Con nào nhỏ quăng đất rồi. Thanks for watching. Remember to subscribe and like. See you on next video. Cuộc hành trình câu cá deep sea với các anh chị em ở trong hội câu cá Houston rất là thành công. Cảm ơn các bạn. Xin hẹn ở video kế tiếp.